Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah! Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video khá là đặc biệt. Ngày hôm nay mình sẽ xin giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái app trò chơi, hay là một cái app thi, hay là một cái app tập luyện trên điện thoại cho các bạn nào có dự định là sẽ chuẩn bị thi bằng lái xe hơi, xe bốn bánh đấy, hoặc là các bạn muốn tập luyện, hay là các bạn muốn thi loại cái gì đấy đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app này, nó tên là Học Xa Hình 3D đó. Thì cái app này các bạn có thể là tải được trên tất cả các dòng điện thoại Android, như các dòng Samsung, Apple, hay là các dòng điện thoại iOS như là iPhone, iPad rồi các kiểu, có thể là tải được. Và các bạn có thể là xuống phần miêu tả, mình có để cái đường link ở dưới cho các bạn tải về điện thoại cho các bạn để trải nghiệm nha. Ok, thì cái app này mình thấy khá là hay. Mình không biết là phải của người Việt Nam làm hay không, nhưng mà đa số là tiếng Việt hết. Và nói chung là gọi là Việt hóa hết đấy. Nói chung đường này nọ, bảng hiệu này nọ cũng là Việt Nam hết. Mình nghĩ là chắc của người Việt Nam đầu tư làm ấy. Ok, thì cái phần mềm này nó có thể là cho chúng ta thi được cả hai cái hạng. Đây các bạn vào chọn hạng thi nè. Đó là hạng B và hạng C. Đó, hạng C là hạng xe tải đấy. Đây là chiếc xe tải của chúng ta thi. Đó. Còn đây là cái hạng B. Hạng B nhưng mà B1 thôi, nhưng chắc phải là B2, không có số sàn. Cái này là số tự động các bạn. Và đặc biệt hạng B chúng ta có thể là chọn màu xe nữa các bạn đấy. Như cái này là đang màu cam mà đúng không? Các bạn thích màu đỏ thì qua màu đỏ được. Các bạn thích màu xanh thì qua màu xanh được luôn. Đấy, các bạn thích màu nào thì chọn màu đó. Ok, thì đó là cái phần chọn gọi là hạng thi. Đó. Các bạn khi các bạn cài app này rồi, nó sẽ có hai cái phương thức để lái. Chúng ta vào phần cài đặt các bạn xem. Thì đây nó sẽ có hai cái phương thức để lái. Thứ nhất là điều khiển bằng vô lăng trên cái màn hình. Thứ hai là các bạn điều khiển bằng cách là nghiêng cái điện thoại như thế này để lái. Mà mình khuyến khích các bạn là nên chọn cái điều khiển bằng vô lăng này. Nó sẽ thực tế so với ở ngoài đời hơn. Nên mình chọn cái này. Ok. Còn lại thì các bạn có thể là tùy chỉnh cấu hình đồ họa, các bạn nên chỉnh cao để cho nó đẹp nha. Rồi. Ok. Cái phần mềm này không những chỉ thi xa hình mà nó còn giúp chúng ta thi lý thuyết nữa. Các bạn có thể là vào phần học lý thuyết để chúng ta có thể là cài thêm một cái app học lý thuyết cũng như là thi lý thuyết nữa. Đó, thì cái này các bạn có thể là mò sao nha. Còn bây giờ mình sẽ gọi là bây giờ mình sẽ thi cái phần xa hình. Đó, đó là cái phần lái xe đó các bạn. Ok, vào chúng ta vào phần bắt đầu nè. Đây, chúng ta sẽ có tổng cộng 11 cái bài thi y chang ở ngoài đời luôn. Đầu tiên là cái bài xuất phát, tức là cái bài mà chúng ta sẽ từ cái phương thức dừng xe cho chúng ta lúc di chuyển. Bài thứ hai là dừng xe nhường đường cho người đi bộ, là phía trước chúng ta sẽ có một cái đường cho người đi bộ và chúng ta phải dừng lại nhường cho người đi bộ qua. Đó, là bài thứ hai. Bài thứ ba của chúng ta đó là dừng xe khởi hành ngang dốc. Đây phải gọi là một trong những cái bài khó so với các bạn học viên đang học cái bằng B2. Mà mình nghĩ đây là một trong những nỗi ám ảnh của các bạn rồi đó, đúng không? Nhưng bằng trong này thì nó khá là dễ. Ok, tiếp theo là bài thứ tư chúng ta là bài qua hàng đinh và qua đường vuông góc. Tức là chúng ta sẽ có một cái dãy hàng đinh như này, và chúng ta sẽ đi làm sao cho cái bánh xe ta lọt qua cái hàng đó. Đơn giản vậy thôi. Còn đường vuông góc thì nó cứ đường 90 độ, chúng ta ôm cua làm sao đi 90 độ thôi các bạn. Bài thứ năm của chúng ta đó là qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, tức là qua đèn xanh đèn đỏ đấy. Bài thứ sáu là qua đường quanh co. Đường quanh co các bạn nghe các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Tức là đường đi qua cái đường đó nó sẽ uốn éo như thế này nè. Đó. Thì cái này thì một tí mình sẽ vào cho các bạn xem. Rồi, chúng ta đến bài thứ bảy là bài bắt đầu quan trọng nè. Đó là bài ghép dọc. Đó là chúng ta sẽ dê xe vào một cái chuồng, hay còn gọi xe dê xe vào cái nhà đổ ấy, lui xe vào ấy. Đó. Bài thứ tám là dừng xe nơi giao nhau với đường sắt các bạn. Tức là chúng ta sẽ trước mặt chúng ta có một cái đường sắt và chúng ta dừng làm sao để nhường đường cho xe lửa qua thôi. Đó. Bài thứ 9 là bài tăng tốc, tức là cái bài này chúng ta sẽ được phép chạy tốc độ trên 20 km/h. Đó, bài này một tí mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn sao. Bài thứ 10 cũng khá là quan trọng, đó là bài ghép xe ngang, tức là chúng ta sẽ đổ xe vào một cái lề hay là một cái, nói chung một cái chỗ nào đó nó cặp ấy, nó đậu ngang ấy. Đó. Không phải dè vào nha, không phải lùi vào như cái bài hồi nãy. Bài này nó đậu ngang nên người ta gọi là ghép xe ngang. Đó. Và bài cuối cùng là cái bài mà hạnh phúc nhất, đó là bài kết thúc, đó là bài về nhà. Ok, thì khi các bạn cài cái app này thì các bạn không được chọn giống mình là từng bài đâu, mà các bạn phải học. Các bạn phải đi vào bài thứ nhất, các bạn học bài sức khỏe, các bạn học như thế nào, và chúng ta sẽ qua tiếp tục bài thứ hai, bài thứ ba và đến 11 bài. Thì các bạn có thể là thi chọn bộ là cái bài xa hình đi,
cái bài xa hình đầy đủ này đó. Và mình xin nhắc lại là cái app này là cái app miễn phí nên nó sẽ có một tí vặn quảng cáo trong đó, thì các bạn cố gắng xem quảng cáo để ủng hộ cho nhà sản xuất nha. Ok, bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào thi luôn. Đây, vào đây, bắt đầu. App rất là nhanh, load rất là lẹ. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ không thể không giới thiệu qua sơ cái màn hình để mình tranh thủ giới thiệu lẹ nha. À, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ ở đây, nó sẽ đếm thời gian. Chúng ta sẽ có tổng cộng 15 phút để thi. Đó, trong vòng 15 phút các bạn làm gì làm không biết. Sau 15 phút mà xe vẫn chưa về đích là gớp. Rồi, đây là cái điểm của chúng ta. Chúng ta sẽ có 100 điểm và chúng ta thi làm sao trên 80 điểm. Nếu mà dưới 80 điểm là gớp. 79 điểm là gớp các bạn. Đùa thôi chứ 7, không có 79 đâu các bạn, chỉ có 75 thôi, 75 điểm xuống là gớp. Và bây giờ nó đã hết giờ rồi. Ok, để mình thi lại, để mình giới thiệu lại. Chúng ta sẽ có một số cái tính năng trên màn hình, như là cái hộp số chúng ta đang là hộp số tự động. Đây là số B là số đổ, số G là số ve, số N là số no, số D là số chạy tới. Đó, chúng ta sẽ có 4 số. Bên góc bên này chúng ta sẽ có một cái camera để chúng ta đổi góc nhìn. Đây là góc nhìn trong xe nè các bạn. Đây là góc nhìn ở trên xuống. Đây là góc nhìn phía sau tới để cho các bạn có thể là dễ quan sát hơn. Mà mình khuyến khích các bạn nên dùng cái góc nhìn trong xe như vậy. Rồi, dưới này chúng ta sẽ có hai cái nút, đó là nút gắn chìa khóa đề máy lại hết giờ. Ok. Một cái nút đề máy, một cái nút thắt dây an toàn. Đó. Hai bên này là sẽ có hai cái gương hậu bên trái và gương hậu bên phải bên này. Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái vô lăng như thế này. Đây. Hơi tiếc một cái là mình đang chơi trên máy tính, mình không có điều khiển cái này ngon lành được, mình phải điều khiển bằng chuột nè các bạn thấy không? Hơi khó nhưng mà mình sẽ cố gắng. Dưới này chúng ta sẽ có một cái chân ga và một cái chân thắng. Đây sẽ có hai cái đèn nhanh trái và đèn nhanh phải và một cái đèn ưu tiên. Đó, chúng ta đều sử dụng hết nên các bạn thuộc lòng và nhớ những cái tính năng này giúp mình nha. Ok, bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu vào thi luôn nào các bạn, để không để quan trọng lâu. Vô thi lại nè. Đậu quá 30 giây như là nó cho mình thi lại ấy. Ok, rồi. Ok, và các bạn hãy nhớ xem kỹ clip này và cũng như là nhớ những cái hướng dẫn của mình và thực hành theo mình nha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ đề máy lên. Đây. Thứ hai là thắt dây an toàn vào. Thứ ba là vào bật đèn nhanh. Bật đèn nhanh trái, các bạn nhớ kỹ là bật đèn nhanh trái nha. Sau đó vào số D. Rồi bắt đầu nhóm ga lên từ từ. Rồi nhóm ga lên. Tính tinh là tắt cái đèn nhanh giúp mình, tắt cái đèn nhanh trái này. Rồi đi tiếp. Rồi chúng ta đã vừa qua được một cái bài xuất phát rồi các bạn. Chúng ta sẽ đến với các bạn, đó là cái bài đó là dừng xe nhường đường cho người đi bộ phía trước này. Các bạn dừng trong cái khu vực màu, khu vực cái khung này nè. Rồi dừng. Đó, các bạn thấy không? Mình phải dừng nằm trong cái khung này nha, khu vực này nha. Nghe cái tít là ok rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị đi tiếp. Dừng khoảng 1 đến 2 giây thôi các bạn. Tranh thủ. Rồi chúng ta chuẩn bị đến với cái bài đó là dừng xe ngang dốc các bạn. Đường này chắc là nổi ám ảnh của nhiều người lắm đây. Các bạn vẫn đậu dừng trong khu vực này nha. Khi các bạn cứ bò lên từ từ. Dừng trong cái ô này. Xíu nữa. Dừng. Ok. Đấy, dừng trong cái khu vực ô này. Rồi, chuẩn bị nha. Đừng có buông thắng để nó trượt ngược xuống nghe. Trượt ngược xuống là thua, là gớp đấy. Bây giờ các bạn phải điểm ga lên. Rồi, giọt luôn. Đấy. Đặc biệt các bạn điểm ga, các bạn nhớ nha. Khi mà thi trong xa hình là các bạn không được chạy quá 20km/1 giờ. Dưới 20km/1 giờ là được. Đây, nó hơi hơn rồi nè. Đặt thắng lại bớt. Rồi, chuẩn bị ôm cua qua đây. Đấy, chúng ta chuẩn bị vào một cái bài thi tiếp theo, đó là qua đường có vệt bánh xe và đường vuông góc các bạn. Đây, thì cái đường này nó cũng cái đường này nó cũng hơi khó, mình nghĩ là hơi khó đấy. Tức là các bạn chạy làm sao, đây là góc nhìn trên nè, các bạn chạy làm sao cho cái bánh xe bên phải của chúng ta nó lọt vào trong hai cái đường đinh đó các bạn thấy không? Đấy, các bạn chạy làm sao cho nó lọt vào như thế mình như thế này. Đó. Cho nó lọt vào. Nó lọt một bên như vậy đấy. Đó. Chạy làm sao cho nó lọt như vậy đấy. Tiếp theo là qua được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái đường vuông góc, tức là đường 90 độ đấy. Các bạn vào đường này mình xin lưu ý với các bạn là nên chạy chậm thôi. Nếu mà đánh lái không kịp thì nên đạp thắng dừng hẳn luôn. Đây như vậy nè. Đó. Các bạn ví dụ thấy tới này rồi phải không? Đánh lái không kịp phải không? Dừng xe hẳn lại. Đó. Rồi bắt đầu đánh lái từ từ để rồi nhóm ga lên. Đó, đánh lái từ từ lên rồi bắt đầu nhóm ga lên lại nè. Vì qua cái đường này là mình nghĩ các bạn nên đánh hết lái luôn ấy. Nên là các bạn phải nhanh tay nha. Bạn nào chậm tay thì nên đạp thắng lại xử lý rồi hãy đi tiếp. Rồi. Như vậy là chúng ta đã qua được
mấy bài tôi không nhớ được, 1, 2, 3, 4 bài được không? Bài thứ năm chúng ta đó là cái bài giao nhau với đường có tín hiệu giao thông, tức là chúng ta chuẩn bị chạy qua cái đường có đèn xanh đèn đỏ đấy. Đây các bạn đi từ xa các bạn nhìn lại đẳng, đây đang là đèn gì? Đang là đèn xanh. Nhưng mà mình nghĩ các bạn thấy đèn xanh chứ các bạn đừng có đi qua luôn nhà nãy, nó chuẩn bị chuyển qua đèn đỏ rồi đấy. Các bạn nhớ nha, đó đèn đỏ nó vượt qua là bị trừ 10 điểm lần đấy, không ít đâu. Rồi các bạn cứ chạy lại trong cái khu vực ô trắng này, các bạn đạp thắng lại là được. Đó, đèn xanh luôn rồi, đi tiếp luôn nha các bạn, khỏi dừng. Hên quá, vừa tới đèn xanh luôn nên đi tiếp luôn cũng được. Rồi, chúng ta đã vừa hoàn thành xong một cái bài đó là qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với các bạn cái bài tiếp theo, đó là cái bài vào đường quanh co, tức là đường uốn qua uốn lại các kiểu đây. Các bạn cứ ôm một góc vào luôn nha. Bài thi theo bài thi đi xe qua đường vòng quanh co. Đó, đường vòng quanh co đó các bạn. Rồi, các bạn cứ để xe nó trôi. Rồi các bạn cứ đánh hết lái vào cho mình. Đấy. Ý, tàu ôi. Xém làng ở trong kia luôn rồi mấy ông. Mà không sao. Rồi. Cứ bò từ từ, cứ bò từ từ. Đừng gấp nha các bạn. Vào đây là các bạn cứ bò từ từ, đừng có gấp. 15 phút lặn rất là nhiều. 15 phút các bạn thấy vậy cho nó rất là nhiều. Rồi các bạn cứ ôm theo cái cua này. Theo mình thì cái cua này nó cũng khá là đơn giản, tại vì nó là cái cua tròn các bạn. Nó cứ tròn theo cái vô lăng mình ấy, mình cứ đánh theo cái vô lăng mình là ok rồi. Đừng có sợ, đừng có thấy nó uốn quanh mà các bạn sợ. Đó, không được thì cứ đạp thắng lại hẳn để xử lý từ từ. Tại các bạn biết sao không? Mình lái bằng con chuột ấy nên nó hơi khó. Chứ cái này mà đưa cái vô lăng mình chạy qua một phát một là rồi rồi. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ bên phải luôn. Rồi ra ngoài là rẽ phải luôn nha các bạn. Đó, chúng ta chuẩn bị gặp nhau với đường, giao nhau với đường có tín hiệu đèn giao thông rồi đấy. Đèn đỏ rồi đấy mấy ông, chuẩn bị dừng đèn đỏ nha, đừng có vượt nha mấy cha. Rồi cứ chạy vào đây. Rồi dừng cái đi cho chắc. Rồi đèn xanh rồi đó, đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cái bài đó là đổ xe vào trong cái chuồng hay là dê xe dọc ấy. Các bạn nhớ là trong này nó cũng có hai cái chỗ dê xe trong này, cái đôi đổ nè, nhưng mà nó là của hạng C nha các bạn thấy không? Đây là của hạng C, tức là cái hạng xe tải, các bạn không được vào đây nha. Nhớ đọc kỹ nha. Sẽ có hai ô ở đây, nhưng mà nó của hạng C. Mình đang thi hạng B đấy. Không được quẹo vào đó, các bạn cứ chạy thẳng giúp mình. Rồi. Tới đây ôm cái cua này. Đó. Cũng khá là đơn giản thôi các bạn ơi, đừng có suy nghĩ nhiều làm chi cho nó mệt. Rồi, tới đây rồi đúng không? Vẫn ôm cua nữa, chứ biết làm sao giờ. Ôm cua tiếp tục. Đó, khi các bạn qua được tới bên này rồi, các bạn để ý nha, sẽ có hai cái bảng B. Thì hai cái bảng này đều là nơi đổ dành cho cái hạng thi của mình, nên các bạn vào bất kỳ cái ô nào cũng được. Bây giờ mình sẽ vào cái này nha, cái đầu tiên này đi, cho nó dễ. Rồi, kéo vào các bạn. Đấy, các bạn vào đây rồi, các bạn cứ chạy tèn tèn cách cái bên trái của chúng ta nó khoảng 20cm gì đấy. Rồi, khi nào mà vừa qua cái chuồng là chúng ta đánh lái qua bên hết qua bên phải liền. Đấy, đánh lái hết qua bên phải, sau đó chúng ta trả lái về thẳng nè. Trả lái thẳng về. Rồi, vào số G. Số G là số dê đấy. Chúng ta bắt đầu dê vào từ từ, các bạn nhìn hai gương hậu giúp mình nha. Dê làm sao cho lọt nha mấy ông. Mấy ông dê mà không lọt là đừng là đạp thắng lại liền, xử lý lại từ đầu nha. Thấy dê lọt thì hãy dê thẳng vô hoài. Rồi, nữa nè. Vô luôn. Nó hơi lệch qua bên phải một tí, nhưng mà không sao. Rồi, trả lái thẳng rồi đi. Đây các bạn xem không? Nó hơi lệch thì phải. Để mình dê lại. Ok các bạn, nghe cái tít là được, nghe cái tít là được nha. Rồi, bây giờ các bạn vào xe, vào số D. Rồi, chạy thẳng tới. Đạp ga thẳng tới. Từ từ để mình ga hơi lại. Đánh lái rộng ở chỗ này ra tí nha các bạn, để nó dính vô cái góc của cái chuồng của chúng ta.
Ok. Hồi nãy mình đã đánh lái hơi sát một tí, nhưng mà không sao, mình xử lý được. Các bạn nhớ nhìn kỹ nha, giúp mình nha. Này hơi nhỏ mà nhìn không kỹ được. Ok. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái bài thi ghép dọc. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi tiếp tục. Rồi chúng ta đi theo cái mũi tên hướng dẫn nha. Đó, chúng ta ghé bên bên phải. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nhìn phía trước. Sẽ có một cái ngã tư nữa, thì đó là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ hồi nãy đấy các bạn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ trái theo cái biển hướng dẫn này nè, nó kêu chúng ta rẽ trái nè, các bạn thấy không? Và các bạn nhớ giúp mình, khi rẽ trái rồi nhớ nhanh trái giúp mình nha. Quên là chết luôn đấy. Ê, đèn đỏ đèn đỏ đèn đỏ. Đấy, hôm nay mình dừng kịp đấy. Đèn đỏ các bạn, đợi 10 giây. Nhớ bật đèn đèn nhanh rẽ trái nha. Quên là bị trừ điểm ấy. Không biết bị trừ điểm hay là rớt nữa. Rồi, đèn xanh giờ đi thôi. Rồi, chúng ta rẽ trái nè. Nhớ bật đèn nhanh nha. Nhắc kỹ các bạn rồi đấy. Rồi. Đơn giản. Rồi, tắt đèn nhanh nha mấy cha. Mở nhớ tắt. Một số xe thì nó tự động tắt, nhưng mà một số xe thi ấy, nó cùi quá với ông, nó không tắt được. Mình phải tự tắt bằng tay, các bạn mới nhớ nha. Rồi chúng ta chuẩn bị rẽ trái nữa. Ý, tháo lại. Bắt cái đèn ưu tiên này các bạn. Mình quên nhắc các bạn, tới cái đoạn này nó sẽ có một cái quên tắt trừ 5 điểm rồi. Cái đoạn này với cái đoạn cua ở dưới kia nó sẽ có cái khu vực đèn cảnh báo nguy hiểm, thì khi các bạn nghe cái tiếng âm thanh đó các bạn đạp thắng lại và bật cái đèn ưu tiên lên cho mình. Hồi nãy mình quên nói, mình cũng quên nữa các bạn. Đấy. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nơi giao nhau với đường ok, nó sẽ đến với cái bài tiếp theo là bài dừng xe ngay đường sắt. Rồi thắng lại. Ok, như vậy là xong, qua tiếp tục thôi. Đó, thì hồi nãy cái chỗ đó một chỗ và một cái chỗ, một tí mình sẽ chỉ các bạn. Nó sẽ có cái âm thanh đó. Các bạn nhớ dừng xe lại rồi đặt đèn ưu tiên, khi nào nó tắt cái tiếng đó các bạn tắt đèn ưu tiên đi tiếp là được. Nãy mình tắt hơi chảy nên nó trừ 5 điểm rồi, cay thật sự. Ok. Bài tiếp theo của chúng ta đó là tăng tốc. Thì chỗ này các bạn sẽ chạy Bài làm thi sao tiếp tăng theo, trên bài thi tăng tốc. 20 km trên một giờ nha. Đây là cái khu vực bắt đầu tăng tốc nè. Rồi vào đây. Khi vào đây là đạp hết ga vào, đạp hết ga. Qua đây là phải trên 20. Rồi, tới đây đạp thắng lại, đạp thắng dừng hẳn luôn các bạn. Đấy, dừng hẳn luôn. Rồi, tiếp tục đi qua. Đi qua nhớ dưới 20 nha. Tới đây là qua phải dưới 20 lại rồi đây. Đó. Là cái chỗ mà khi chúng ta qua đèn xanh đèn đỏ hồi nãy, một cái chỗ nó hú đèn nguy hiểm, và một cái chỗ tiếp theo nó là ngay cái cua này các bạn. Nếu mà các bạn không gặp ngay cái cua hồi nãy thì nó sẽ gặp ngay cái cua này. Đó. Ngay cái cua này. Khi bạn qua đây nó sẽ kêu tít tít tít, các bạn nhớ đạp thắng lại và bật đèn ưu tiên lên. Rồi, chúng ta sẽ đi qua đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ rẽ trái. Rồi tiếp theo cái bài mà cuối cùng Bài ghép của thi chúng tiếp ta đó theo, là cái bài bài ghép thi ghép ngang các xe bạn. ngang. Thì tới đây các bạn phải chọn cho mình một cái ô nào cũng được đó. Các bạn chạy cứ chạy tới như này. Đó, vừa qua cái ô các bạn đánh lái ra ngoài. Đó. Đây, cho các bạn xem, đánh lái ra ngoài rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trả lái thẳng lại vào số G để chúng ta gie vào. Đó, gie từ từ vào, gie từ từ vào. Ôi, hơi gắt thì phải. Cái này nó hơi ấy rồi, hơi non rồi. Mình sẽ trả lên số D. Mình nhóng lên lại. Đấy, các bạn cứ xử lý từ từ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái số G lại nè. Đó, các bạn gia lại. Gia làm sao cho cái bánh xe chúng ta tới cái lằn vàng là ok. Rồi, như vậy là xong các bạn. Rồi, các bạn vào xe các bạn đánh lái ra lại nè. Rồi chạy ra ngoài lại thôi các bạn. Xong rồi đấy. Ngon lành rồi đấy. Rồi. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến quay trở lại với cái ngã tư hồi nãy nữa. Tới ngã tư này thì nó sẽ kêu chúng ta rẽ phải các bạn, để chúng ta quay về cái bài thi cuối cùng, đó là cái bài kết thúc. Các bạn nhớ chuẩn bị Bài gặp đèn thi đỏ tiếp này theo, nha, bài nhớ thi dừng nha. Dừng. Rồi, bật đèn nhanh phải, nhớ nha.
Ghé phải thì bật đèn nhanh phải. Rồi, đèn xanh, đi. Rồi, ôm cái bùng binh này luôn. Các bạn ôm qua cái đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn. Đây, ôm qua tới bên này luôn. Đó. Rồi. Rồi. Tắt đèn nhanh các bạn nha, tắt đèn nhanh nha. Rồi, đi thẳng luôn. Đó, khi chúng ta về tới đây là các bạn là đây là giây phút sung sướng nhất. Là cái giây phút mà chúng ta đã đậu bằng lái rồi đó các bạn. Ok. Ủa sao bị trừ mắt mẹ 90 điểm, à 5 điểm nữa vậy? Vô lý thật sự luôn ấy. Đấy thì như vậy thì chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong cái bài thi. Đó. Và mình vừa chạy cũng như là vừa hướng dẫn, vừa nói chuyện xàm xí đú các kiểu mà vẫn còn 1 phút gửi các bạn. Còn khá là nhiều. Và chúng ta đã vừa mất đi cho mình một cái lỗi, đó là cái lỗi mà tắt cái đèn ưu tiên hơi trễ. Tại vì mình quên, mình lo nói chuyện với các bạn nên mình tắt hơi trễ nên bị trừ mắt mẹ 5 điểm. Thật ra mình không mắc 5 điểm đó đâu. Với lại là đặc biệt là vừa bị trừ mắc mẹ 5 điểm, tôi không hiểu là mắc điểm 5 điểm gì nữa. Hơi bị lỗi cái chỗ này nha. Ok, không sao cả. Đấy, các bạn thấy mình lái đơn giản không? Đấy. Nhưng mà các bạn thi như thế nào thì các bạn hãy thử cài cái app này về trải nghiệm, cũng như là tập luyện, cũng như là thi thử coi cái trình độ của chúng ta như thế nào nha. Nói chung cái này nó cũng một phần thôi, nó giúp cho chúng ta nhớ được cái đường xa hình nó như thế nào, cũng như là nhớ được những cái kiến thức cơ bản thôi. Đó, nhưng mà khi các bạn vào thi thật ấy, thi thật bằng xe hơi thật thì nó sẽ là một cái góc độ khác nữa. Ok, nhưng mà không sao, các bạn có thể là tải cái này về để trải nghiệm vì nó hoàn toàn miễn phí mà, nên tại sao không tải về nào. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này của mình hay đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới, và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.